Chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con tàu trái đất của chúng ta. Tuần này trái đất sẽ tiến tới điểm phân xuân, tức là đầu mùa xuân. Chúng ta cảm nhận được hành trình của trái đất quay quanh mặt trời cũng là do các mùa như đông, xuân, hạ, thu, rồi lại mùa đông. Vì trục của trái đất nghiêng nên trái đất xuất hiện dưới mặt trời cũng ở những góc khác nhau. Khi ở vào vị trí như thế này, buổi trưa mặt trời nằm thẳng góc với bán cầu nam, dưới đó đang là mùa hè, trong khi mà phần lớn những ngày của bán cầu bắc đang ở trong bóng của mùa đông. Rồi trái đất tiến trong quỹ đạo, đường thẳng mà mặt trời chạm tới chiếu thẳng đứng cũng tiến về phía xích đạo. Bắc và nam được hưởng ánh mặt trời cân bằng nhau. Đối với bán cầu bắc, mùa xuân đang bắt đầu. Trái đất vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, đường thẳng mà mặt trời chiếu thẳng đứng lên cao dần về phương bắc, ở đó đang là tháng 6 hoặc tháng 7. Bán cầu bắc sẽ quay về hướng mặt trời, các tia nắng đến với chúng ta trực tiếp hơn, lúc đó đang là mùa hè nóng bức. Rồi chuyến đi của chúng ta vẫn tiếp tục, mặt trời xuống dần phía xích đạo và lại cắt xích đạo tại điểm phân thu vào ngày 23 tháng 9, nhưng lần này nó quay xuống dưới xích đạo, khi đó sẽ là mùa đông. Nhưng hiện tại mặt trời vẫn nằm ở xích đạo và mùa xuân.